Chào mừng các em học sinh khối 8 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Thì ở kỳ học kỳ 1 chúng ta sẽ học chủ đề đầu tiên là trang trí ứng dụng trên những đồ vật. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài vẽ trang trí vạch giấy. Thì ở bài trang trí vạch giấy này chúng ta sẽ có hai nội dung để chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất là phần chúng ta tìm hiểu về quạt giấy trong cuộc sống. Thứ hai là phần chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí quạt giấy. Và cuối cùng là chúng ta thực hành. Thì ở phần quan sát nhận xét, ở đây cô có một số những cái hình ảnh về những cái chiếc quạt được tạo dáng, như hình dáng cũng như là chất liệu khác nhau và cách trang trí cũng vậy. Chúng ta thấy là đây là chất liệu giấy được gấp tạo thành hình dáng của mặt người, cách điệu. Hình thứ hai là hình của những cái chiếc quạt được trang tròn, được trang trí bằng những họa tiết khác nhau. Hình bên dưới thì đây chính là những cái chiếc quạt nan được đan bằng những cái nan tre với nhiều hình dáng khác nhau. Chúng ta có thể hình dung hình trái tim đến ngược này, ha, hoặc là dạng dài để cầm nè, hoặc là giống như quạt ba tiêu ở trong phim Tề Thiên. Đây là những chiếc quạt đan bằng nan tre, cũng có sử dụng màu để trang trí tạo thành họa tiết. Chất liệu thì đây các bạn thấy là hình dáng rất là phong phú và đa dạng, chất liệu cũng vậy, chất liệu gọn nhẹ, dễ cầm, dễ sử dụng. Vậy thì chúng ta cũng xét thêm một số những cái hình dáng khác của quạt. Ở đây chúng ta thấy là cũng là một dạng quạt với hình dáng hơi khác xíu. Hoặc là kế tiếp đó là hình dạng quạt bằng chất liệu là nhựa, bằng những hình ảnh của những cái ngôi sao ghép lại. Chúng ta có thể thay thế bằng những cái bông hoa hoặc là trái tim, vân vân. Đây cũng là một dạng quạt để mà dễ cầm. Thì công dụng của quạt, đây mấy bạn thấy nè, ngoài việc dùng để quạt cho mát ra thì quạt còn dùng để trang trí trong nhà cửa đó. Cho nên là chúng ta thấy là quạt được trang trí như là một bức tranh để trang trí trong phòng khách, hoặc là trang trí những cái bông hoa với màu sắc rất là rực rỡ, nhìn rất là sang trọng đó. Chúng ta cùng thấy những cái quạt được trang trí rất là độc đáo và đẹp mắt với màu sắc, thì tùy theo ý thích. Có người thì sử dụng những gam màu nhẹ nhàng, hài hòa. Có người thì thích những cái gam màu nổi bật, có điểm nhấn. Nhưng chung quy là đều làm cho căn phòng cũng như là tác phẩm của mình nó đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái phần này. Ở phần quan sát nhận xét thì chúng ta đúc kết lại là có rất là nhiều loại quạt được tạo dáng và trang trí đẹp với nhiều chất liệu như là quạt giấy, quạt nan, quạt nhựa, vân vân. Về công dụng của quạt thì ngoài việc dùng để quạt mát, chúng ta còn thấy là nó dùng được trang trí ở trong phòng khách như là một cái tác phẩm nghệ thuật, hoặc là như quạt còn dùng để biểu diễn nghệ thuật trong múa, vân vân. Và phần 2 là mã, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí quạt. Thì ở phần tạo dáng và trang trí quạt thì ở trang 80 các bạn cùng thấy đó. Ở phần tạo dáng thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng cơm ba để vẽ hai nửa đường tròn đồng tâm có kích thước và bán kính khác nhau. Ví dụ như thế này là 20 thì cái ở trong này khoảng là 5 hoặc là
7 sao là được rồi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tạo dáng như hình B, 2B. Và chúng ta vẽ những cái nan quạt chia đều ra, ra những cái nan quạt. Cái này chúng ta phải dùng thước để chúng ta chia, chia cho nó đều. Đầu tiên thì mấy bạn có thể là chia ở giữa đường trục trước, sau đó bạn chia đôi mỗi bên 1/4, rồi tiếp tục chúng ta chia đôi tiếp, thì chúng ta sẽ ra những cái khoảng đều nhau của những cái nan quạt. Về phần trang trí thì tiếp trước cô, về phần trang trí thì giống như những bài chúng ta đã học ở những cái lớp trước, thì chúng ta cũng có phần bố cục, tìm họa tiết và vẽ màu. Thì bố cục là cái phần chúng ta phân bố những cái họa tiết sao cho phù hợp, có mảng lớn, mảng nhỏ, có hoa, có lá, xen kẽ, hoặc có những cái con vật mình lựa chọn, bướm cũng được, trang trí theo dạng đối xứng hoặc là không đối xứng, hoặc là sử dụng trang trí đường viền để trang trí trên quạt giấy cũng được. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ họa tiết và lựa chọn màu sắc cho phù hợp để làm cho cây quạt của chúng ta nó nổi bật. Ở phần tham khảo thì ở đây cũng có một số những cái hình ảnh tham khảo về quạt giấy được trang trí đẹp, đẹp mắt, nổi bật. Ví dụ là phong cảnh nè, chúng ta có thể lựa chọn phong cảnh để trang trí quạt giấy, lựa chọn họa tiết, hoa, hoặc là hình những cái hình tròn được xen kẽ màu và đường viền, hoặc là lựa chọn con vật, ví dụ là con ong, trang trí theo dạng đối xứng, hoặc là hoa lá cách điệu, hoặc là hình ảnh đơn giản là một cái nhành đào có hoa đổ xuống, hoặc là lựa chọn Lý Ngư Vọng Nguyệt chẳng hạn, hình ảnh con cá chép và ở trên là hình ảnh của mặt trăng. Đó, về họa tiết thì các bạn sẽ tự lựa chọn những cái họa tiết nào mà mình cảm thấy yêu thích thì chúng ta trang trí cho cái quạt nó đẹp. Ở phần thực hành thì mỗi bạn sẽ tự lựa chọn hình dáng họa tiết. Thì ở đây cô mới mở rộng ra để cho các bạn là chúng ta không nhất thiết phải vẽ hình dạng như cái quạt giấy kia, mà chúng ta có thể sáng tạo theo ý thích. Có thể là hình tròn, hình vuông, hình đa giác, hình tam giác, như là cái phần tham khảo, như là cái phần quan sát nhận xét mà cô đưa lên cho các bạn thấy á, thì bạn có thể tạo dáng theo ý thích của mình. Và trong thời gian 25 phút thì ngoài việc tạo dáng ra, mấy bạn có thể lực vẽ thêm họa tiết trang trí đơn giản hoặc là cách điệu trong thời gian đó để hoàn thành cái bài vẽ ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Về phần hướng dẫn về nhà thì các bạn hoàn thành bài vẽ cho cô và xem trước bài tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Thì đây là cái chủ đề về trang trí và ứng dụng lên những đồ vật, cho nên là một chủ đề này chúng ta sẽ học có thể là 3 hoặc 4 bài chuyên về tạo dáng và trang trí. Nên là mỗi bài chúng ta sẽ thực hành nhanh trong thời gian một tiết, trong thời gian khoảng từ 20 cho đến 25 phút. Nên là cô yêu cầu mấy bạn là ví dụ đối với bài tạo dáng và trang trí chậu cảnh thì mỗi bạn sẽ tự tạo dáng sẵn cái chậu cảnh trên giấy A4. Thì ở lớp 7 chúng ta đã học tạo dáng và trang trí lọ hoa, thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà đối với chậu cảnh thì cái phần miệng của nó sẽ rộng hơn so với phần thân, và chiều cao của nó có thể cao hoặc cũng có thể thấp.
thì các em có thể tham khảo một số những cái hình dáng chậu cảnh ở trong sách giáo khoa, hoặc cũng có thể là tham khảo trên mạng, tìm ra những cái hình dáng nào mà mình cho là đẹp và yêu thích để mình vẽ ra cái hình dáng của chậu cảnh trên giấy A4. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn những cái chất liệu nhà chúng ta có, ví dụ như là đất sét cũng được, hoặc cũng có thể là cắt dán theo cắt dán bằng giấy màu cũng được, dán sẵn hình dáng chậu cảnh để tiết sau chúng ta sẽ trang trí, vẽ họa tiết trang trí chậu cảnh để hoàn thành bài tại lớp. Thì dụng cụ chuẩn bị những bạn cũng chuẩn bị cho cô, nếu ai vẽ trên giấy chúng ta sẽ có giấy nè, giấy được vẽ sẵn chậu cảnh nè, bút chì nè, gom màu để chúng ta hoàn thiện bài. Còn bạn nào lựa chọn đất nặng thì bạn có thể là nặng ra họa tiết, hoặc là nói chung là chuẩn bị sẵn đất nặng. Còn nếu như mà bạn nào chọn cắt dán thì chúng ta chuẩn bị giấy màu, kéo, keo dán. Nhưng mà giấy màu này chúng ta cũng phải chọn một cái màu để là cắt sẵn hình chậu cảnh, để những cái màu khác chúng ta sẽ cắt ra thành những họa tiết trang trí trên cái chậu cảnh đó. Và bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã tham dự. Chúc các em nhiều sức khỏe. Thân ái, chào các em.